Hôm nay là ngày 30 tháng 9 2023, ở chỗ cái công viên mà có cái Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa ở đây đó, thì hôm nay thì có người những cái tổ chức khác họ có triển lãm những cái xe đua mà xe cổ đó. Để mình quay một vòng cho quý anh chị em coi ha. Xe của Việt Nam à. I'm sure if I'm over.
Yeah.